Avezac, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào tất cả con học sinh yêu quý. Hôm nay cô và con tiếp tục chuỗi bài giảng toán lớp 7. Và bài học ngày trước chúng ta đã được học đó chính là bài số 5, tiên đề Euclid về đường thẳng song song. Tiếp tục với cái chuỗi bài giảng về đường thẳng song song, chúng ta sang bài số 6, từ vuông góc đến song song. Và các con đã biết là chuỗi bài giảng này của cô là hoàn toàn free, miễn phí. Vì vậy hãy tạo động lực cho cô bằng cách đăng ký, like và share video này đến những người bạn của mình. Được chưa nào? Cô cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta bắt đầu nội dung bài học ngày hôm nay. Vào phần 1 nhỏ. Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song. Ở đây chúng ta có cái hình ảnh ban đầu của bài toán. Hai bạn này vác một chiếc thang đúng không ạ? Và chúng ta có hai cái phần tay cầm của bạn này. Phần tay cầm. Đó chính là hai cái hình ảnh về hai đường thẳng song song, được chưa nào? Hai cái tay cầm đó, hai tay cầm mà các bạn đang cầm á là hình ảnh về hai đường thẳng song song. Và cái song bước bậc thang của chúng ta, bậc thang ngang này, nó là hình ảnh về vuông góc. Cụ thể thì chúng ta cùng tìm hiểu phần 1 như sau. Các con quan sát hỏi 1 như sau. Xem hình 27, đề bài cho biết A vuông góc với C, B vuông góc với C. Câu A, hãy dự đoán xem A và B có song song với nhau không. Câu B, sử dụng dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song, hãy suy ra A song song với B. Hình 27. Ở đây hình 27 có A và B. A thì vuông góc với C, ký hiệu vuông góc. B vuông góc với C, ký hiệu vuông góc. Ở đây câu A yêu cầu chúng ta là dự đoán xem A và B có song song với nhau hay không. Các con để ý hình ảnh của A và B này thì hoàn toàn có thể dự đoán được là nó là có song song với nhau, bởi vì nó tạo thành hai cái đường thẳng kéo dài mãi không có điểm chung. Ta có thể sử dụng thước để kiểm tra. Nhưng mà nhìn ở đây câu B chúng ta yêu cầu là sử dụng dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song để suy ra A song song với B. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song ở bài trước chúng ta học đó chính là gì nhỉ? Nếu như có một cặp góc so le trong bằng nhau giữa hai đường thẳng phân biệt cùng cắt một đường thẳng, có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song. Nếu như có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song. Hoặc trường hợp cuối cùng đó chính là trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì chúng ta hoàn toàn kết luận được là đường thẳng song song với nhau. Các con quan sát hình ở đây chúng ta có góc. Quan sát hình ở đây chúng ta có hai góc vuông. Hai góc vuông là hai góc 90 độ nên nó sẽ bằng nhau. Con quan sát thêm xem nó là hai góc ở vị trí gì. So sánh với đường thẳng C này, so sánh với đường thẳng C. Nó có phải là vị trí so le với đường thẳng C đúng không nào? So le. Và nằm ở phía trong hai đường thẳng A và B. Chính vì vậy đó chính là hai góc so le trong. Được chưa nào? Cô trình bày hỏi 1 như sau. Câu A thì dự đoán là A và B có song song. Câu A dự đoán A song song với B. Được chưa nào? Câu B, sử dụng dấu hiệu nhận biết. Ở đây ta có là gì nhỉ? Vì A và B là hai đường thẳng phân biệt cùng cắt đường thẳng C, và trong các góc tạo thành có một cặp góc
trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau, cụ thể là bằng 90 độ, được chưa nào? Bằng nhau, ở đây chúng ta là bằng 90 độ, nên đường thẳng A của chúng ta song song với đường thẳng B, được chưa nào? Từ cái phần chứng minh ở câu B, chúng ta khẳng định được dự đoán của chúng ta là đúng, A song song với B, được chưa nào? Từ hình ảnh của hình 27 và hỏi 1, chúng ta rút ra được một tính chất như sau. Đó chính là hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau, được chưa nào? Hai đường thẳng phân biệt ở đây A và B cùng vuông góc với đường thẳng C thì chúng ta hoàn toàn chứng minh được là nó song song với nhau. Đó chính là nội dung của tính chất số 1 như sau. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau, được chưa nào? Và từ cái hình ảnh của hỏi 1, chúng ta cũng rút ra được cái tính chất thứ hai như sau. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia, được chưa nào? Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó sẽ vuông góc với đường thẳng còn lại, được chưa nào? Cô và các con cùng đi thực hiện hỏi 2 như sau. Xem hình 28A, hãy cho biết, đề bài cho biết D' song song với D và D2' song song với D. Hình ảnh D' song song với D và D2' song song với D. Câu A, dự đoán xem D' và D2' có song song với nhau hay không. Câu B, hãy vẽ đường thẳng A vuông góc với đường thẳng D ở hình 28B, được chưa nào? Vẽ đường thẳng A vuông góc với đường thẳng D rồi trả lời các câu hỏi sau. A có vuông góc với D phải không? Vì sao? Tiếp theo, đường thẳng A có vuông góc với D2 phải không? Vì sao? Và cuối cùng là D phải có song song với D2 phải không? Vì sao? Được chưa nào? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cùng quan sát hình và dự đoán nhá. Ở câu A này, ở câu A chúng ta có là, ở câu A chúng ta có là D và D phải song song với nhau, D và D2 phải song song với nhau. Hình ảnh ở đây hoàn toàn là dự đoán được D phải và D2 phải có song song với nhau, đúng không nào? Hình ảnh của nó là hình ảnh hai cái mép của thước thẳng và kéo dài thì không có điểm chung. Câu B, chúng ta cùng trả lời câu B này. Cùng trả lời câu B, A có vuông góc với D phẩy hay không? Vì sao? A có vuông góc với D phẩy hay không? Vì sao? Theo tính chất số 2, đúng không nào? Tính chất số 2 của phần vừa nãy thì ta có này, D và D phẩy thì song song với nhau, được chưa nào? D và D phẩy thì là hai đường thẳng song song với nhau. Mà chúng ta có là đường thẳng A thì vuông góc với đường thẳng D, được chưa? Thì sẽ suy ra được là A vuông góc với D phẩy, bởi vì sao? Hai đường, một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song, một trong hai đường thẳng song song thì nó sẽ vuông góc với đường thẳng còn lại, được chưa nào? Một đường thẳng vuông góc với hai, một trong hai đường thẳng, một đường thẳng A này vuông góc với một trong hai đường thẳng, đó chính là D song song với D phẩy, thì A sẽ vuông góc với D phẩy là đường thẳng còn lại, được chưa? Ở đây chúng ta trình bày là vì đường thẳng D song song với D phẩy và đường thẳng A thì vuông góc với đường thẳng D, ở đây hoàn toàn là đề bài cho, được chưa nào? Nên suy ra A vuông góc với D phẩy theo tính chất số 2, được chưa? Ở đây điều này cô chứng minh được A vuông góc với D phẩy, ký hiệu là 1. Tiếp theo, câu hỏi thứ hai là A có vuông góc với D2 phẩy không? Vì sao? Thì chúng ta cũng áp dụng tính chất số 2
Đó chính là D thì song song với D 2 phẩy, hai đường thẳng song song với nhau. Có đường thẳng A vuông góc với đường thẳng D thì chúng ta sẽ suy ra là đường thẳng A sẽ vuông góc với đường thẳng còn lại, chính là đường thẳng D phẩy. Ở đây ta có vì A song song, vì D và D 2 phẩy song song với nhau, và A thì vuông góc với D nên A sẽ vuông góc với D 2 phẩy. Dựa vào tính chất số 2, được chưa nào? Cô ký hiệu được cái điều chứng minh này. A vuông góc với D 2 phẩy là hai nhỏ. Từ 1 và 2 thì hoàn toàn suy ra được là D phẩy song song với D 2 phẩy. Dựa vào tính chất số 1, được chưa nào? Một đường thẳng vuông góc cùng vuông góc với hai đường thẳng phân biệt thì hai đường thẳng đó sẽ song song với nhau. Chỗ này sẽ là mở ngoặc ra theo tính chất số 1, được chưa nào? Theo tính chất số 1 chúng ta kết luận được D phẩy song song với D 2 phẩy. Trả lời được 3 câu hỏi ở phần hỏi. Trả lời được 3 câu hỏi ở phần hỏi 2, đúng chưa? Câu hỏi thứ nhất đó chính là A có vuông góc với D phẩy. Câu hỏi thứ hai là A có vuông góc với D 2 phẩy. Và câu hỏi cuối cùng đó chính là D 2 phẩy thì song song với D 2 phẩy, được chưa nào? Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Tính chất số 3, hai đường thẳng phân biệt mà cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Ở đây là hoàn toàn dựa vào bài toán ở hỏi 2, được chưa nào? Hỏi 2 của chúng ta đó là D phẩy song song với D, D 2 phẩy song song với D, thì chúng ta hoàn toàn suy ra được là D phẩy thì song song với D 2 phẩy. Đó chính là cái nội dung của tính chất số 3. Tính chất số 3, hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau, được chưa nào? Và khi ba đường thẳng D, D phẩy, D 2 phẩy song song từng đôi một thì ba đường thẳng ấy song song với nhau và ký hiệu là D song song với D phẩy song song tiếp với D 2 phẩy, được chưa nào? Chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo. Vận dụng, xem hình vẽ sau và trả lời cho cô các câu hỏi. Thứ nhất là vì sao A song song với B. Câu hỏi thứ hai, B nhỏ, tính số đo góc C. Trên hình ảnh các con quan sát cho cô này. Vì sao A song song với B? Các con quan sát nha. Chúng ta có một cái đường thẳng này, cô ký hiệu là đường thẳng C đi. Cô ký hiệu là đường thẳng C ở đây. Đường thẳng C thì vuông góc với đường thẳng B tại điểm A. Tại điểm A. Và đường thẳng C thì vuông góc với đường thẳng A nhỏ tại điểm B. Được chưa? Chúng ta vừa học xong tính chất số 1. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng sẽ song song với nhau. Được chưa nào? Chúng ta trả lời câu A. Trình bày câu A này. Ta có đường thẳng B vuông góc với đường thẳng C tại cái điểm A. Được chưa nào? Tại điểm A theo hình vẽ. Tiếp theo là đường thẳng A thì vuông góc với đường thẳng C tại điểm B. Ở đây là theo hình vẽ. Được chưa nào? Bên dưới cũng vậy, là theo hình vẽ. Và từ hai cái điều này thì chúng ta sẽ suy ra được đó chính là đường thẳng A thì song song với đường thẳng B theo tính chất số 1, được chưa nào? Tính chất số 1 của bài này. Tính chất 1. Chúng ta chuyển sang phần B. Phần B yêu cầu tính số đo góc C. Tính số đo góc C là góc này. Được chưa nào? Và đây các con quan sát cho cô này. Quan sát này. Ở trên hình người ta cho góc D bằng 120 độ. Góc D của người ta bằng 120 độ. Các con quan sát cho cô tiếp theo là góc C và góc D là hai góc ở vị trí gì nhỉ? Vị trí gì? Có phải là hai góc ở vị trí trong cùng phía đúng không nào? Mà đường thẳng A thì song song với đường thẳng B. Chính vì vậy hai cái góc này của chúng ta sẽ có đặc điểm là bù nhau, được chưa? Cô và các con sẽ đi trình bày bù nhau nên chúng ta sẽ tính được góc C.
trình bày này. Đầu tiên là ta có A song song với B. A song song với B. Ở đây các con có thể giải thích ra là theo câu A, theo chứng minh ở câu A, được chưa nào? Theo câu A. Và A song song với B và này. Và góc đọc đầy đủ đỉnh ra. Góc D và góc C là hai góc trong cùng phía. Ở đây đó chính là góc ADC. ADC và ADC và DCB. DCB là hai góc trong cùng phía. Là hai góc trong cùng phía, được chưa nào? Vì vậy chúng ta sẽ suy ra được là góc ADC, ADC cộng với góc DCB bù nhau, tức là tổng của chúng là bằng 180 độ, được chưa nào? 180 độ. Và lúc này cô đi thay số, thực hiện thay số này. Ta có góc ADC giả thiết cho 120 độ, được chưa nào? Thay số được 120 độ cộng với góc C. Góc C bằng 180 độ. Chúng ta tính được góc C sẽ bằng 180 độ trừ đi 120 độ. Và góc C bằng 60 độ. Được chưa nào? Kết luận là vậy, góc C bằng 60 độ. Kết thúc bài học ở đây, cô và các con cùng đi tổng kết lại bằng một cái sơ đồ như sau. Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song. Ở đây cô sẽ có hai đường thẳng A và B phân biệt kết hợp với điều kiện là cùng vuông góc với đường thẳng C, thì cô sẽ suy ra được là A song song với B, được chưa nào? Và từ A song song với B kết hợp thêm là C phẩy vuông góc với A, tức là một đường thẳng khác vuông góc với một trong hai đường thẳng song song, nội dung của tính chất số 2, đúng không nào? Thì ta sẽ suy ra được là đường thẳng C phẩy song vuông góc với đường thẳng B, được chưa? Và ở bên này cô có A và B phân biệt cùng song song với đường thẳng C, thì suy ra được là A và B song song với nhau. A và B song song với nhau. Kết hợp với điều kiện là C phẩy vuông góc với đường thẳng B. C phẩy và vuông góc với đường thẳng B. Thì ta sẽ suy ra được là C phẩy vuông góc với đường thẳng A. Được chưa nào? Ba cái tính chất của chúng ta được tóm tắt bởi cái sơ đồ tư duy này, đúng nào? Và các con hãy dùng cái bản đồ, một cái sơ đồ tư duy của con vẽ lại cái nội dung kiến thức bài học để chúng ta nhớ thật sâu và thật lâu, được chưa nào? Và sau khi học xong bài này thì chúng ta, cô rút ra được một cái các cái cách để mà chứng minh hai đường thẳng song song như sau. Cách số 1 là dựa vào định nghĩa của hai đường thẳng song song. Định nghĩa của hai đường thẳng song song đó chính là hai đường thẳng mà không có điểm chung nào, được chưa nào? Cách số 2 là dựa vào dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Đó chính là các cặp góc soi trong bằng nhau, cặp góc đồng vị bằng nhau, cặp góc trong cùng phía bù nhau, được chưa nào? Đó chính là cách số 2 là dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Và cách số 3 là cách chúng ta vừa học xong ở định lý. Đó chính là chứng minh hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba. Được chưa nào? Và cách số 4 là chứng minh hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba. Bốn cách để chứng minh hai đường thẳng song song. Và cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ học sâu hơn ở phần chuyên đề. Được chưa nào? Cô giới thiệu cho các con để các con tổng hợp lại. Được chưa? Tiếp theo
sẽ có các cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc. Cách thứ nhất, dựa vào định nghĩa hai đường thẳng vuông góc. Cách thứ hai là chứng minh đường thẳng này vuông góc với một đường thẳng nào đó song song với đường thẳng cần chứng minh. Được chưa? Chứng minh đường thẳng này vuông góc với một đường thẳng nào đó song song với đường thẳng cần chứng minh. Đó chính là hai cách để chứng minh hai đường thẳng vuông góc. Và chúng ta sẽ làm vận dụng cách chứng minh này ở phần chuyên đề phía sau, được chưa nào? Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.